Chiều 7 tháng 6, Bộ Công Thương đã tổ chức buổi trao đổi thông tin về tình hình cung ứng điện. Theo đó, Bộ Công Thương đã cho biết cung ứng điện cho các khu vực miền Nam, miền Trung nhìn chung sẽ được đảm bảo do có nhiều nguồn điện. Tuy nhiên, đáng lo ngại là tình hình cung ứng cho khu vực miền Bắc. Tính đến ngày 6 tháng 6, hầu hết các hồ thủy điện lớn miền Bắc đã về mức nước chết gồm Lai Châu, Sơn La, Tuyên Quang, Bản Chát, Hủa Na, Thác Bà. Riêng hai hồ thủy điện Lai Châu và Sơn La đã phải xuống mực nước chết. Tổng công suất khả dụng của hệ thống điện miền Bắc bao gồm cả điện nhập khẩu có thể huy động để đáp ứng nhu cầu phụ tải điện chỉ đạt mức từ 17.500 đến 17.900, chiếm khoảng 59,2% công suất lắp đặt. Công suất này đã bao gồm khoảng từ 2.500 đến 2.700 truyền tải Việt Nam và miền Trung ra Bắc cùng vận đường dây 500 kV nho quan Hà Tĩnh. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng điện ở miền Bắc có thể lên mức 23.500 đến 24.000 MW trong những ngày nắng nóng sắp tới. Như vậy, hệ thống điện miền Bắc sẽ thiếu hụt khoảng 4.350 MW với sản lượng không đáp ứng được trung bình ngày là khoảng 30,9 triệu kWh. Ngày cao nhất có thể lên tới 50,8 triệu kWh. Hệ thống miền Bắc đối mặt với nguy cơ thiếu công suất tại hầu hết cơ sở trong ngày. Bộ Công Thương cũng cho biết từ giữa tháng 4 đến nay, EVN cũng đang gặp phải khó khăn trong việc đảm bảo cung cấp điện của khách hàng. Do đó, tập đoàn cũng đang phối hợp với các bên liên quan để tiết giảm điện trong bối cảnh thiếu nguồn. Báo cáo với các đồng chí là ở phía Nam và phía Trung, chúng ta hoàn toàn đảm bảo cung. Riêng phía Bắc, hiện nay còn nhiều khó khăn. Từ nay cho đến khi nước về, EVN sẽ cố gắng đảm bảo tốt nhất, duy trì hệ thống điện quốc gia vận hành an toàn, và trong lúc này khi nhu cầu phụ tải nắng nóng tiếp tục tăng cao và nguồn điện như đồng chí Hòa cục trưởng cục điều tiết điện lực báo cáo cũng có không đáp ứng đủ, nên một số thời điểm chúng ta đã tiết giảm điện. EVN cũng mong khách hàng, doanh nghiệp, người dân thông cảm và chia sẻ tình huống khó khăn này, xin báo cáo hết. Cũng theo Bộ Công Thương, hệ thống điện miền Bắc sẽ thiếu hụt khoảng 4.350 MW với sản lượng sẽ khó khăn trong việc đảm bảo cung điện. Trong những ngày vừa qua, EVN cũng đang phải tiến hành điều tiết giảm phụ tải điện miền Bắc. Ngày 5 tháng 6, tổng công suất phụ tải tiết giảm là 3.609 MW lúc 16:30. Trong đó, tiết giảm phụ tải công nghiệp lớn nhất là khoảng 1.423 MW, tiết giảm phụ tải sinh hoạt lớn nhất là 1.264 MW.